bất kỳ ai xứng đáng sẽ có được sức mạnh. Tôi nâng được cái này là tôi thành nhà vô địch mới đúng không? Cái phút thứ 8 nha, tôi đã cảm giác chiến thắng tới nơi rồi. Mà cái lúc mà ông đánh với Bacon, ông có thấy Bacon mạnh không? Lúc đó mà cái lúc mà chưa đánh thì tôi nghĩ là Bacon mạnh lắm. Nhưng mà cái lúc đó thì tụi tôi không có lo lắng gì hết á. Cứ gặp là chơi, gọi là người người khiến thế. Xong nha, tới game thứ 4, tôi thả cho Bacon một điểm. Rồi đến khúc mà game thứ 5, chiến thắng tới nơi là nhanh gọn lẹ luôn. Mà phải nói là cái trận chung kết nha, thầy Titan của tôi Van Bích là xuống dách luôn. Rồi đó. Đâu vậy? Cầm này mà tay gung luôn nè. Bất kỳ ai xứng đáng sẽ có được sức mạnh. Cái này hơi quá sức. Thử tạm với cái này trước đã. Trời, cái này vừa sức hơn, xin mời. Để tôi nâng trước cho. Tôi hứa tôi không cười bạn nếu bạn không nâng được. Bạn hứa nha. Ok. Ui, không nhúc nhích rồi. Không nói rồi. Ủa đúng bạn, sao tay to cái này mà mũi kim bé tí không làm được à? Bạn để tôi nhá. Để bạn thử đi bạn. Bạn thấy gì đấy không? Con chuột đấy. Bạn để tôi nhìn tôi này. Nó lắc thế nhỉ, từ để tôi nốt phát nữa. Nặng quá. Nhưng mà khoan đã, tôi còn thằng em à, mà tôi nâng được cái này là tôi thành nhà vô địch mới đúng không? Nhìn đây. Tôi già, thua. Nào mẹ, muốn thử chứ? Thôi chịu. Lấy do ông mày cái ảnh trắng đen để ông đang thuốc coi. Mùi gì á nha? Mùi khét chuẩn cái mùi gì nữa. Ác đấy, kinh đấy. Một đối thủ quá xứng tầm. Chiến thắng một bạn. Kẻ lần đó bóng ma. Ông quên nhìn nhu. Quyên huynh bọn tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Các bạn khán giả hãy đón xem cách chúng tôi lật đổ nhà vua AOG vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 9.